Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trọng mời một kẻ bị tòa án hình sự quốc tế truy nã đến thăm Việt Nam. Ngày 28 tháng 3, BBC Tiếng Việt có bài, ông Putin có thể đến thăm Việt Nam khi đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã. Theo đó, BBC dẫn cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho hay, vào chiều ngày 26 tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc nói chuyện, ông Trọng đã chúc mừng ông Putin thắng cử chia buồn với nước Nga về vụ khủng bố mới đây, cảm ơn nước Nga đã giúp đỡ và trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ. Đồng thời, ông Trọng đã mời ông Putin thăm Việt Nam và ông Putin đã nhận lời, hứa hẹn sẽ sớm đến thăm vào dịp phù hợp. BBC nhắc lại, hồi tháng 10 năm 2023, ông Putin cũng nhận lời sớm đến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước khi đó là ông Võ Văn Thưởng. Lúc bấy giờ, phản hồi từ phía Điện Kremlin là Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời và mời chủ tịch nước thăm Nga vào thời gian thích hợp. Tuy nhiên, BBC cho biết chuyến thăm của ông Putin đã không diễn ra trong bối cảnh tòa án hình sự quốc tế ICC phát lệnh truy nã ông từ tháng 3 năm 2023. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho rằng khác với phương Tây, Việt Nam nằm trong số ít quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Trung Quốc có lãnh đạo nhiệt liệt chúc mừng ông Putin tái đắc cử để bước vào nhiệm kỳ năm tổng thống Nga trong cuộc bầu cử bị phương Tây chỉ trích là giả hiệu. BBC đánh giá Việt Nam hiện không phải là thành viên của Tòa án hình sự quốc tế ICC, do đó ông Putin sẽ không bị bắt theo lệnh truy nã của ICC nếu công du đến Việt Nam. Kể từ khi bị Tòa án hình sự quốc tế phát lệnh truy nã vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, ông Putin đã công du đến các nước không phải là thành viên của ICC. BBC dẫn nhận định của Phó giáo sư lịch sử Eva Vukasic từ Đại học Utrecht tại Hà Lan nói rằng Putin không ngu ngốc, ông ta sẽ không công du đến quốc gia nước ngoài mà ông ta có khả năng bị bắt giam. Ông ta sẽ không đi nhiều đến bất kỳ nơi nào khác, ngoài những nước mà rõ ràng là đồng minh hoặc thân cận với Nga. BBC liệt kê một số nước mà ông Putin đã đến sau lệnh truy nã, như Kyrgyzstan, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út. Theo BBC, cho đến nay, Việt Nam luôn khẳng định là bạn là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, và luôn nhắc lại sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây cũng như Nga ngày nay. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thực tế Việt Nam phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Nga Putin. BBC nhận xét, thế lưỡng nan của Việt Nam trong việc phải đa dạng hóa kho vũ khí ngoài Nga đã được nhắc đến nhiều từ năm 2022 đến nay, sau khi Nga xâm lược Ukraine và hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Việt Nam đang có xu hướng giảm mua đáng kể vũ khí từ Nga và tìm nguồn cung thay thế, đặc biệt ở các nước có thể loại vũ khí và phụ tùng tương thích với Moscow. BBC dẫn dữ liệu cho Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 11 tháng 3, lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam năm 2023 giảm xuống mức nhỏ giọt, giữa lúc Hà Nội đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga. Vẫn theo BBC, đã có nhận định rằng Mỹ có thể thay thế dần vị thế của Nga về nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. BBC lý giải, mối quan hệ đặc biệt giữa Hà Nội và Moscow được coi là sự kế thừa về tình cảm từ thời Liên Xô. Nhiều lãnh đạo cấp cao, quan chức các cấp, trí thức, doanh nhân Việt Nam từng học tập tại Liên Xô và nước Nga, thường giữ tình cảm đặc biệt với Nga và cả ông Putin. Các lãnh đạo Việt Nam thường nhắc tới sự giúp đỡ của Liên Xô. Bên cạnh đó, xuất phát từ việc coi Mỹ và phương Tây như những cực đối lập về ý thức hệ, Việt Nam có xu hướng tìm đến những cường quốc có vị thế đối lập với phương Tây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Trọng mời một kẻ bị tòa án hình sự quốc tế truy nã đến thăm Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai là người đã vận động bà Trương Mỹ Lan đứng ra hợp nhất ngân hàng? Ngày 28 tháng 3, BBC Tiếng Việt cho hay, phiên tòa vạn thịnh phát, bà Trương Mỹ Lan khai gì về tướng công an đã chết. Theo đó, tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã có tiết lộ chấn động về danh tính người đứng ra mời bà tham gia tái cơ cấu và hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB vào năm 2012. BBC cho biết phi vụ sát nhập này, theo bà Lan, có liên quan đến một tướng công an và một cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Theo cáo trạng, bà Lan đã thông qua 74 pháp nhân cá nhân để sở hữu chi phối hơn 85% cổ phần SCB ngay sau khi ba ngân hàng được sát nhập. Do đó, bà Lan được cơ quan điều tra xác định là người nắm toàn bộ quyền lực chi phối SCB sau khi hợp nhất. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhắc lại trước tòa, bà Trương Mỹ Lan đã khai rằng chính một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã động viên nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ, dù bà đã từ chối nhiều lần vì cho rằng mình không có nghiệp vụ về ngân hàng. Sau đó, hai cái tên mà bà Lan đã thốt lên trước tòa là Trần Minh Tuấn và Phạm Quý Ngọ. Theo bà Lan, họ cần bà chính vì bà là người không làm ngân hàng và sẽ không tham gia ngân hàng. Điều đáng nói là, theo BBC, khi báo chí tường thuật về sự việc này chỉ nhắc đến ông Trần Minh Tuấn, nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước. Còn Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an thì không được nêu tên. Chưa rõ vì sao báo chí trong nước lại cắt lời khai của bà Lan về cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, nhưng trước đây đã có những bằng chứng về mối liên quan giữa bà Lan với ông Ngọ trong vụ án của Dương Chí Dũng vào năm 2014. BBC đề cập đến phiên tòa xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và những điều kỳ lạ xung quanh vụ án này. Và đây là hình hai nhân vật bị cho là đã vận động bà Trương Mỹ Lan đứng ra hợp nhất ba ngân hàng. Theo đó, ngày 7 tháng 1 năm 2014, ông Dương Chí Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị VinaLeye, khai trước tòa rằng chính thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo về quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Dũng. Tướng ngọ chính là trưởng ban chuyên án điều tra vụ Vinalay của Dương Chí Dũng. Ông Dương Chí Dũng còn khai rằng ông đã đưa cho tướng ngọ 1 triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan. Đây là tiền hối lộ liên quan tới dự án di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng cảng Sài Gòn. Vẫn theo BBC, hai ngày sau lời khai của ông Dũng, Vạn Thịnh Phát đã xin rút không tham gia dự án. Ngày 17 tháng 2 năm 2014, ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng ban nội chính trung ương lúc bấy giờ. Nói đã có một số ý kiến đề xuất đình chỉ công tác đối với thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ để đảm bảo việc điều tra những nội dung tố cáo của ông Dương Chí Dũng. Và đây là hình những gì đã và đang diễn ra bên trong ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, BBC tiếp tục cho hay, chỉ một ngày sau đó, ông Ngọ đã qua đời tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do ung thư gan. Do ông Ngọ mất, vụ án làm lộ bí mật nhà nước có liên quan đến ông cũng bị đình chỉ. Ngoài ông Ngọ, bà Lan còn khai ông Trần Minh Tuấn là người đã kêu gọi bà ra tay giúp đỡ việc xác nhập cơ cấu ở CB. BBC cũng cho biết, ông Tuấn đảm nhiệm vị trí phó thống đốc của ngân hàng nhà nước từ năm 1998 đến khi ông về hưu vào tháng 6 năm 2013. Ông Tuấn mất ngày 12 tháng 2 năm 2014, chưa đầy một tuần trước khi ông Ngọ qua đời. Như vậy, hai nhân vật mà bà Lan nhắc đến trong phiên tòa đang diễn ra đều đã chết vào tháng 2 năm 2014. BBC cho biết thêm, dù bị nhắc tên trong vụ án, đưa 1 triệu đô la cho ông Phạm Quý Ngọ thông qua ông Dương Chí Dũng trong phiên tòa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan không được coi là bị can của vụ án này và cũng không bị tòa triệu tập để làm nhân chứng. Trong khi đó, ngân hàng nhà nước nói không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông có 65% do bà Lan là người đại diện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai là người đã vận động bà Trương Mỹ Lan đứng ra hợp nhất ngân hàng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.